Hôm nay em có được mấy ký tôm hùm xanh ngọt này nha mọi người ơi. Ai ăn để lại địa chỉ số điện thoại em giao nha. Một ký là 580 nha mọi người ơi. Một ký 580k hai con nha. Một con như vậy là nửa ký nha. Bảo đảm tươi ngon nha mọi người ơi. Hàng này yếu là người ta đưa vô muối đá nha, nên rất là tươi nha mọi người. Vừa yếu là đã ướp đá rồi nha. Một con nửa ký nha mọi người ơi. Hai con một ký nha. Hôm nay em được khoảng có 3 kg thôi nha mọi người. 3 kg tôm hùm xanh ngọt nha. Tôm này là bảo đảm tươi ngon nha mọi người. Một con nửa ký nha. Tôm to một con nửa ký nha mọi người ơi. Hai con một ký nha. Giá chỉ có 580k thôi nha mọi người. Quá rẻ luôn rồi nha. Ai mua một con thì có ship một con luôn nha mọi người ơi. Một con nửa ký nha. Một ký 580k nha. Hai con một ký nha. Tôm hùm xanh nha mọi người ơi, quá rẻ luôn này nha. Hôm nay em được có khoảng 3 kg thôi nha mọi người. 580k một ký nha Nguyễn Thành Trung ơi, U Nga ơi. 580k một ký hai con nha. Cái hàng này mình không có lời nhiều, không có bớt được nha Kim Tiền ơi. 580k là mình đã bớt rồi nha. Cái tôm lớn này hai con một ký giá 580 là quá rẻ rồi nha, không bớt được nữa đâu. Tại vì không có lời nhiều. Mình nhập qua có 3 ký nên chi phí cao lắm. Tôm này loại to nha mọi người, loại to nha, loại to mà giá đó quá rẻ nha mọi người ơi. Bảo đảm tươi ngon nha mọi người. Thịt còn rất là trong luôn nè. Bảo đảm tươi ngon nha. Cái này mình nhập có 3 kg qua bán thử nha mọi người. Chi phí cao nên không bớt được nha. Có ship một con luôn nha mọi người ơi, gần gần em có ship một con luôn nha. Một con 500 g, hai con một ký nha mọi người. Tôm hùm xanh nha. Tôm này ăn rất là ngon bổ nha mọi người. Một ký 580k ship tận nơi nha mọi người ơi. Một ký hai con nha. Bảo đảm tươi như Kim Tiền ơi. Tôm này bảo đảm tươi ngon nha. Khách đặt 1,5 kg rồi nha mọi người ơi, chỉ còn 1,5 kg thôi nha. Còn khách đặt 1,5 kg thôi nha mọi người, chỉ còn 1,5 kg thôi nha.
Tôm này là bảo đảm tươi ngon như kim tiền ơi, thịt còn ngọt bình thường nha. Tại cái tôm này yếu người ta đã đưa vô muối đá rồi, chứ không phải là để nó chết rồi mới muối đá nha. Cái tôm này yếu người ta đã muối đá rồi nên thịt còn rất là ngọt. An để lại địa chỉ số điện thoại em giao luôn nha. Còn 1,5 kg thôi nha mọi người ơi. Khách đặt 1,5 kg rồi nha mọi người. Còn 1,5 kg thôi nha. Còn 1,5 kg ai ăn nhắn em ship luôn nha mọi người ơi. Tôm này bảo đảm tươi ngon nha mọi người ơi. Con tôm quá nhìn quá ngon luôn này nha. Cái tôm hùm xanh này á, hàng 5-6 con 1 kg người ta đã bán 500 ngàn 1 kg rồi nha mọi người. Tôm ngọt người ta đã bán 500 rồi nha. Còn cái này hàng này chỉ có 2 con 1 kg thôi, giá 580 quá rẻ luôn nha mọi người. Chỉ bằng 1 kg cua thôi, gạch thôi nha. Ai ăn để lại địa chỉ số điện thoại em giao luôn nha mọi người ơi. Còn 1,5 kg thôi nha mọi người ơi. Chỉ còn 1,5 kg thôi nha mọi người ơi. Tôm hùm xanh nha mọi người ơi, tôm hùm xanh ngọt nha, 2 con 1 kg nha. Tôm hùm xanh ngọt 2 con 1 kg, giá 580 một ký nha mọi người. Hôm nay em qua được có 3 kg thôi nha, khách đặt 1,5 kg rồi, còn 1,5 kg nha mọi người ơi. Ai ăn để lại địa chỉ số điện thoại em giao luôn nha. Còn 1,5 kg thôi nha mọi người. Em có ship 1 con nha mọi người ơi, ai ăn 1 con thì em giao 1 con nha. Tôm xanh 2 con 1 kg, giá 580 một ký nha. Ai ăn cua gì thì nhắn em giao luôn nha. Cua vừa qua tới nha mọi người ơi. Cua vừa cập bến nha. Hôm nay em có yếm vuông ngon lắm nha mọi người. Yếm vuông 300 ngàn một ký nha. Yếm vuông 300k một ký nha. Yếm vuông quá chắc quá ngon rồi nha mọi người ơi. Yếm vuông gạch vàng nha. Tôm hùm xanh 2 con 1 kg, giá 580 một ký nha mọi người ơi. Tôm hùm ngọt nha. Giá làm bao rẻ luôn nha mọi người. Tôm hùm xanh em còn có 1,5 kg thôi nha. Ai ăn thì để lại địa chỉ số điện thoại em giao luôn nha. Cua gạch đi mọi người ơi, cua Cà Mau nha. Gạch 4 con 1 kg, gạch vừa nha, gạch to thì 2-3 con nha. Hôm nay em có yếm vuông gạch vàng ngon lắm rồi nha mọi người ơi. Yếm vuông gạch vàng này là bao chắc luôn rồi nha, quá ngon luôn nha, 300 ngàn 1 kg nha mọi người. Yếm vuông gạch vàng nha. Cua tứ 4 con 1 kg là giá 300 một ký nha, bao chắc nha mọi người. Ai ăn cua gì nhắn em giao nha, cua vừa qua tới nha mọi người ơi. Yếm vuông nha, bao chắc từng con nha.
300k một ký yếm vuông nha mọi người ơi, yếm vuông gạch vàng nha. Cua này là cua tơ, chuẩn bị lột sang cua gạch nha mọi người ơi. Cua này ăn rất là ngon bổ nha. Cua này ăn thịt ngọt lắm nha mọi người. Cua này là cua tơ, chuẩn bị lột sang cua gạch này nha. 300k một ký nha. Hôm nay em có yếm vuông gạch vàng nha, cua thịt 4 con một ký nha, với cua gạch nha. Ai ăn loại nào thì để lại địa chỉ số điện thoại em giao luôn nha mọi người ơi. Tôm hùm xanh em còn 1,5 kg nha, 2 con một ký giá 580 ký nha mọi người, 580k một ký nha, tôm hùm xanh nha. Tôm này là bao ngon nha mọi người ơi, bao tươi ngon nha. Tôm quá thì tươi ngon luôn này nha mọi người. Một con này là 500g thôi nha. Một con 500g này nha mọi người. Nha. Một con tôm 500g nha. Hai con một ký nha mọi người ơi, tôm hùm xanh 2 con một ký nha. Em còn 1,5 kg tôm hùm xanh thôi nha mọi người ơi, còn 3 con nữa thôi nha. Ai ăn để lại địa chỉ số điện thoại em giao luôn này nha mọi người. Khách đặt hết 1,5 kg rồi nha. Trong hình này sao? Nè lấy số điện thoại tôm hùm nè. 57 chặn đạo. Còn một con của trong hẻm con lượn chút lấy. Cái kia của thịt đây. Em xuống thoại không mình trang luôn. Đây. Hả? Cái tôm hùm. 0906 357 450. 357. Hẻm 57. Hẻm 57 chẳng đạo. Mình như đây là bệnh viện ta. Hả? Mình như đây là bệnh viện ta. Bảo vệ đó. Hẻm 57. Cua yếm vuông đây mọi người ơi, yếm vuông gạch vàng nha. 300k một ký nha mọi người. Cua thịt trong thùng kia đủ không? Đủ ký. Bỏ những vuông mà anh không chính là cua thịt trong thùng. Vuông ngon. Thịt chắc lắm. Cua tứ 4 con nó chắc dữ lắm. Yếm vuông gạch vàng nha mọi người ơi, cua này bao ngon nha, thịt rất là ngọt luôn nè. Cua này cua tơ, chuẩn bị lọc sang cua gạch nên thịt ngọt lắm nha mọi người. Có 300k một ký yếm vuông thôi nha, quá ngon luôn nè. Ai ăn để lại địa chỉ số điện thoại em giao luôn nè nha. Yếm vuông gạch vàng nha, cua này thịt ngọt lắm nha mọi người.
Hôm nay em được có 2-3 ký của yến vuông vậy thôi nha. Ai ăn nhanh tay lên nha mọi người ơi. Chết. Wow. Tôm hùm xanh em còn 1,5 ký nữa nha. Còn 1,5 ký tôm hùm xanh nữa nha mọi người. 2 con 1 ký nha mọi người ơi. Em còn 1,5 ký nữa nha. Ai ăn thì nhắn em ship luôn nha. Gì? Hai chị em ăn đi, lấy ăn đi. Đúng cái nồi nhỏ. Giao luôn con kia. Giao cái bỏ đá nha. Cân con hẻm con lượng cân con nửa ký. Con nào tầm 1 ký. Con nào cũng chọn là cho tết. Đây con nộp này con. Còn lúc kia. Đây, cân con này cho con ấy đi. Con cháu rồi cháu chết ra bò đó. Lấy con này đi, con này cho nó đi. Đây là con ký à? Đâu có. Ký gửi thì con ký gửi. Con cháu xì bò này. Xì bò không gọi. Nè, hẻm này hẻm gì? Anh đi cùng. Hẻm kêu đường nó kêu bằng cái gì? Ở sáng tươi. Bảy bà. Em còn 1,5 ký tôm hùm xanh nữa nha mọi người ơi. Ai ăn nhắn em giao luôn này nha. Em có ship 1 con luôn nha mọi người. Có ship 1 con luôn nha. Tôm này tôm to nha, 2 con 1 ký nha. 2 con đúng 1 ký luôn nha. 1 ký. Còn 1,5 ký tôm hùm xanh nè mọi người ơi. Tôm quá trời ngon luôn này nha. Hai con 1 ký tôm to nha mọi người ơi. Tôm to nha, 2 con 1 ký nha. Tôm này đảm bảo tươi ngon nha mọi người. Tôm hùm xanh nha. Tôm to chỉ có 2 con 1 ký thôi nha mọi người ơi. Ai ăn để lại địa chỉ số điện thoại em giao luôn rồi nha. Còn còn nhiêu đây nè nha mọi người, 4 con nha. Còn 4 con tôm hùm xanh này nha. Tôm này là bảo đảm tươi ngon nha mọi người. 2 con 1 ký giá 580 ký nha Minh Tuyết ơi. Cái này tôm to nha, 580 ký nha. Tôm là tôm to, tôm say to nha mọi người ơi. Giá 580 quá rẻ luôn nha. Em còn có 2 ký thôi. Ai ăn thì nhanh tay nhắn em giao luôn nha. Tôm này say to nha mọi người ơi. Say 5-6 con 1 ký người ta đã bán nè. Tôm ngọt người ta đã bán 500 rồi đó nha. Tôm này bao tươi nha mọi người ơi. Bao tươi ngon nha. 2 con 1 ký nha mọi người ơi. Tôm to nha.
580 một ký nha mọi người, 580k một ký em ship tận nơi nha. Bảo đảm tươi ngon nha. Ai ăn để lại địa chỉ số điện thoại em giao luôn nha mọi người ơi. Tôm này ăn rất là ngon, rất là bổ nha. Ai ăn thì nhanh tay lên nha mọi người, em còn hai con, bốn con, bốn hai ký thôi nha. 580k quá rẻ nha mọi người ơi. Thịt còn rất là trong tươi ngon luôn nè nha. Một con nửa ký nha mọi người, hai con đúng một ký luôn nha. Em còn hai ký tôm hùm xanh này nha mọi người ơi, ai ăn nhắn em giao luôn nha. Tôm bảo đảm tươi ngon nha mọi người. Xay to hai con một ký nha. Tôm này xay to hai con một ký nha. Hai con một ký nha mọi người ơi, xay to nha. Tôm này thịt chắc lắm nha mọi người. Con này nửa ký nha. Em có ship một con luôn nha mọi người ơi, ai ăn một con thì ship một con nha. Tôm hùm xanh nha mọi người, bảo đảm tươi ngon nha. Yếm vuông gạch vàng nha. Hôm nay em có được mấy ký cua yếm vuông gạch vàng nha mọi người. Yếm vuông gạch vàng 300k một ký nha. Cua này là bao chắc luôn nha mọi người ơi, ngon luôn. 300k một ký cua yếm vuông gạch vàng nha mọi người. Cua này là cua tơ, chuẩn bị lọc sang cua gạch này nha, nên rất là ngon nha mọi người ơi. Cua này cua chuẩn bị lọc sang cua gạch này nha, thịt rất là ngọt luôn. Cua này ăn rất là bổ nha. Yếm vuông gạch vàng nha mọi người ơi, 300k một ký bao chắc nha. Cua này rất là ngọt luôn nha mọi người. Cua này là cua tơ, nó chuẩn bị lọc sang cua gạch nên thịt rất là ngọt nha. Mọi người ơi, ăn thử cua này đi, rất là ngon luôn. Yếm vuông nha, cua tơ nó chuẩn bị lọc sang cua gạch này nha mọi người. Chuẩn bị lọc sang cua cá gạch nha. Tôm hùm xanh hai con một ký giá 580k một ký nha Đào Trang ơi. Này chị, một con này chỉ có nửa ký thôi nha. Tôm to nha.
580k một ký nha. Hai con một ký nha, tôm to nha. Em còn 2 ký này nha mọi người ơi. Ai ăn thì để lại địa chỉ số điện thoại em giao luôn nha. Có giao một con luôn nha mọi người. Một con nửa ký nha, có giao một con luôn nha. Tôm quá ngon luôn nè. Bao rẻ nha mọi người ơi, bao ngon bao rẻ nha, 580k nha.